Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Vào Bếp. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm món da ua nha mấy bạn. Thì để làm cái món da ua này, các bạn mình sẽ cần chuẩn bị là 150g sữa đặc. Cái đó là mình sẽ cần một hộp sữa chua nha mấy bạn. Đó, một hộp sữa chua 400g đó. Và một hộp sữa chua 100g mấy bạn, mình đọc nhầm. Rồi, một bịch sữa tươi không đường. Ở đây mình sử dụng Vinamilk các bạn. Cái này mình sử dụng sữa nào cũng được hết á. Cuối cùng là mình sẽ cần đến 200ml nước nóng nha các bạn. Đó. Thì đó là tất cả các phần nguyên liệu để mình làm cái món da ua này. Cái món da ua này thì cách làm rất là đơn giản nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ tốn thời gian một chút cho cái khâu mình đi ủ á. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần sữa đặc vô trong đây nè. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho 200ml nước nóng vô luôn nha các bạn. Các bạn, cái nước nóng của mình khoảng chừng 80 độ thôi nha các bạn, 80-90 độ rồi đấy. Tiếp theo là mình sẽ tiếp tục mình cho sữa tươi vào. Rồi bây giờ cuối cùng là mình sẽ cho hết cái hộp sữa chua này vô nha mấy bạn. Cái phần sữa chua này nè các bạn, dưới cái phần sữa tươi lúc nãy á, thì các bạn có thể xài là có đường hay không có đường đều được nha các bạn. Rồi mình sẽ quậy đều cái hỗn hợp của mình lên. Đó. Như vậy là mình đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp sữa chua của mình vô hũ nha. Rồi như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ đem đi ủ. Và cái thời gian ủ da ua của mình là khoảng 8 tiếng nha các bạn. Thì cái này tốt nhất là mình sẽ làm vào buổi tối á, khoảng tầm 10 giờ tối gì đó. Sau đó mình cho nó đi ủ tới sáng mai là coi như vừa đẹp luôn đó các bạn. Đó, đây là toàn bộ cái phần da ua ban đầu của mình đó các bạn. Đó. Với cái thành phần ban đầu thì mình được từng đây. Nếu các bạn không có hũ thì các bạn có thể bỏ cái da ua mình vào trong bịch như mình làm này nha các bạn. Đó, các bạn hãy sử dụng cái tỷ lệ nước lạnh với nước sôi của mình là 800ml nước lạnh với 300ml nước sôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần da ua của mình vào trong này để ủ. Đây là các bạn, nếu mà cái mực da ua của mình tới từng đây thì cái mức nước ủ của mình sẽ nằm khoảng chừng đây thôi nha mấy bạn. Đó, bây giờ bỏ vô. Rồi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và chờ sáng mai mở ra thôi. Sữa chua của mình này các bạn, sau khi các bạn ủ xong khoảng chừng 8 đến 10 tiếng á, thì mình sẽ lấy ra và mình bỏ vào trong cái ngăn mát của tủ lạnh nha. Đó. Thì mình đã để vào cái ngăn mát tủ lạnh từ sáng tới giờ nè. Bây giờ bọn mình sẽ mở ra để review cho mấy bạn xem nha. Rồi đây nè các bạn, đó, sữa chua bọn mình đã hoàn thành rồi nha. Sữa chua của mình như vậy là xong rồi nha các bạn, rất là vừa ăn luôn. Rồi nếu các bạn thấy hết video clip này của mình thì các bạn hãy vui lòng like và share video này để cho mọi người cùng xem. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của bọn mình. Xin chào các bạn.